con. Vào 1-0 cho xi măng Sài Sơn. Người ghi thẳng sâu. Đồng con. Lại là Việt Anh. Như vậy lần này là Văn Quyên. Rất tốt. 3-0 cho Sài Sơn. Thôi khỉ. Rất khéo. Giang Say đã ghi bàn. 4-0 cho Xuân Tiên. Đồng con. Các cầu thủ Sài Sơn đang chơi như đá gôn tôm. Vào. Hưng Khỉ. Sang Sai. Đằng Sai đã không ghi bàn trong tình huống vừa rồi. Anh đã còn truyền ra. Hưng Khỉ. Đằng Sai đảo chân. Xuân Tuyên. 7-0 cho xi măng Sài Sơn. Lại là Xuân Tuyên ghi bàn. Kiên Huy. Rất tốt. Căng ngang. Không được. Vào. Đang Say. Bật cường rất hay. Hưng Khỉ. Qua cả thủ môn. 2-0 cho xi măng Sài Sơn. Hưng Khỉ. Vào. 3-0. Đào Huy. Hưng rất nhanh, vẫn là Quang Hưng. Giang Say. Vào. 1. Trong lúc mà hơi bên cánh. Ngày nay đồng con thi đấu ở vị trí trung vệ của xi măng Sài Sơn. Quang Đức. Đúng không? Quang Đức rất tốt. Quang ơi. Thank you.
hàng. Đúng thôi. Và thắng sâu rất nhanh. Xuân Tuyên 2-0, lại là Xuân Tuyên ghi bàn. Đi bóng và dứt điểm của Xuân Tuyên rất kỹ thuật và mạnh mẽ, rất hiểm vào góc xa.
Còn thắng sau. Rất bài bản. Và 1-0 cho Simon Sài Sơn. Người ghi bàn là Hưng Thị. Một pha phối hợp đá phạt rất hay.